chào anh chị, em là Quang Tuấn đến từ Đại Phát Land. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một căn studio thuộc khu đô thị Vinhome Smart City. Đây là một căn hộ có diện tích là 28m2. Và nếu như anh chị là một người yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, hay anh chị yêu thích những khu check-in đẹp, thì đây chính là một cái khu vực, một cái căn hộ vô cùng phù hợp với anh chị. Và ngay bây giờ, hãy cùng Quang Tuấn đến với căn hộ đó ngay bây giờ. Và đây chính là căn phòng mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay. Anh chị có thể thấy, màu sắc chủ đạo của căn phòng này chính là màu vân gỗ cơ bản. Điều này sẽ giúp chúng ta nhận thấy đó là gì ạ? Tức là gia chủ của chúng ta yêu thích sự nhẹ nhàng, sự lịch sự. Và chúng ta nếu như cũng yêu thích sự lịch sự nhẹ nhàng đó, thì đây chính là một căn phòng vô cùng phù hợp với chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội thất cơ bản của căn phòng này. Đầu tiên chính là khu vực bếp. Thì khu vực bếp này chúng ta có thể thấy là ở ngay phần bên ngoài khi chúng ta bước từ cửa vào. Nó bao gồm bếp và bồn rửa đồ. Đó, và bao gồm cả tủ lạnh ở ngay bên cạnh. Vô cùng tiện lợi. Phía trên sẽ có dàn bát và những hộc tủ để chúng ta có thể để những cái vật dụng chúng ta chưa dùng đến. Và ngay bên cạnh khu vực bếp chính là khu vực bàn ăn. Khi chúng ta để bàn ăn ngay cạnh bếp như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể nấu ăn rồi sau đó dọn ngay ra bàn. Và chúng ta có thể dùng bữa một cách ngon lành, đúng không ạ? Và ngoài ra, cái khu vực bàn ăn này cũng có rất nhiều hộc tủ phía trên để giúp chúng ta có thể trang trí khu vực bàn ăn làm sao cho cả chúng ta cảm thấy đẹp mắt. Và sự đẹp mắt chắc chắn sẽ mang đến sự ngọt ngào, ngon miệng hơn trong bữa ăn của chúng ta. Còn ở phía bên đối diện của bàn ăn, check một chút thôi ạ, thì đây là một hộc tủ kính. Đây là một cái thiết kế vô cùng hợp lý của gia chủ cũ. Đó là gì? Khi chúng ta để một cái hộc kính ở bên trong, thì khi chúng ta nhìn vào như thế này, thì chúng ta sẽ cảm giác cái không gian này vô cùng rộng, đúng không ạ? Thế thì nơi này chúng ta có thể để làm gì? Nơi này chúng ta hoàn toàn có thể để những đồ trang trí, những vật lưu niệm, những hình ảnh đẹp của mình ở trong hộc tủ này để khi có khách bước vào, họ sẽ nhìn thấy những cái thứ mà chúng ta muốn giới thiệu cho họ đầu tiên. Và dĩ nhiên, vẫn có những hộc tủ phía dưới để chúng ta có thể để đồ được. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với khu vực chính của căn phòng này. Chính là khu vực phòng khách. Đây chính là cái khu vực mà Quang Tuấn yêu thích nhất trong căn phòng này. Bởi vì sao? Các bạn hãy đến ngay bây giờ để chúng ta có thể chiêm ngưỡng nó. Anh chị có thể thấy, màu sắc của chiếc ghế sofa này chính là một cái màu xám. Và nó vô cùng hợp với cái tông màu vân gỗ, của tông màu chính của cái căn phòng này. Và khi chúng ta đi làm về mà chúng ta có một chiếc ghế sofa rất vô cùng êm ái và mang một cái vẻ đẹp nhẹ nhàng như thế này, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ngoài ra thì anh chị có thể thấy là phía sau của Quang Tuấn có 3 bức tranh này. Một cách trang trí vô cùng hợp lý của anh chủ cũ. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể lựa chọn cái khu vực này chính là một khu vực để chúng ta có thể sống ảo. Giống như trong quán cà phê, chúng ta không cần phải đi xuống phía dưới để tìm một quán cà phê nào để chúng ta tìm một góc check-in, chụp ảnh đẹp cả, mà ở ngay tại nhà của mình. Và gia chủ cũ cũng vô cùng tinh tế khi đã set up luôn một cái đèn ở vị trí này. Anh chị có thể thấy, thì khi chúng ta có một cái ánh đèn như thế này, thì chúng ta sẽ có những bức ảnh sống ảo đẹp hơn vô cùng nhiều, đúng không ạ? Và ngay bên cạnh của chiếc ghế sofa này là chiếc tủ ở bên phần bên này. Thì với chiếc tủ này,
Em nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể để những cuốn sách hay là những bức ảnh kỷ niệm của chúng ta ở đây. Chúng ta có thể đọc sách, uống trà và có thể nghỉ ngơi ở ngay tại chiếc ghế sofa của mình. Vô cùng thoải mái đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta cũng có thể để đồ chơi hay là để những cái thứ khác ở ngay những hộp tủ ở đây. Đấy là phần hộp tủ ở bên trái. Và cái trang trí thêm thì em nghĩ là các anh chị gia chủ sẽ có, mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau. Thì cái này em sẽ không góp ý quá nhiều. Và còn phần bên phải của chiếc ghế sofa thì đó là gì? Đó là một chiếc tủ khá là to. Nơi đây anh chị có thể để quần áo, để chăn, những vật dụng chúng ta chưa dùng đến. Ở trong phía này vô cùng rộng. Chúng ta sẽ thoải mái không gian để không bao giờ phải lo thiếu. Và ngoài ra những hộp tủ ở phía dưới và phía trên, anh chị có thể thấy là đây là một cái tủ rất là to. Nên anh chị sẽ không bao giờ phải lo là bây giờ mình sẽ cần phải để chăn ở đâu hay là để những thứ chúng ta chưa dùng đến, chưa mặc đến ở đâu cả. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ngay bên cạnh thôi. Đấy chính là khu vực giường ngủ. Nếu như có một điểm để chê cho căn phòng này thì đó chính là cái ga giường. Thực sự thì cái này là sở thích, quan niệm của mỗi người thôi. Với Quang Tuấn thì chiếc ga giường với màu sọc kẻ to như thế này sẽ không phù hợp lắm trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu nhẹ nhàng vân gỗ. Anh chị nếu như muốn tham khảo ý kiến của em thì anh chị nếu như sở hữu căn hộ như thế này, anh chị có thể thay màu sọc to như thế này bằng một màu trơn, nhẹ nhàng màu nâu hoặc là màu ghi. Hoặc là nếu như anh chị vẫn thích kẻ sọc thì chúng ta có thể dùng những cái ga giường kẻ sọc nhẹ thì sẽ phù hợp hơn với tổng thể màu sắc của căn phòng này. Và ngay bên ngoài kia thì anh chị có thể thấy là không gian của chúng ta cũng khá là thoáng đúng không ạ? Thì view của căn hộ này sẽ là view nội khu. Thì và tuy nhiên nội khu nhưng cái căn ở đối diện của chúng ta cũng cách khá là xa. Nên anh chị sẽ không bao giờ phải lo lắng là cái view của mình bị che khuất quá nhiều. Chúng ta vẫn có một cái không gian vô cùng thoải mái ở bên ngoài. Chúng ta có thể vừa nằm và vừa quan sát những cái hoạt động ở bên ngoài. Rất là thoải mái thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực để tivi đối diện với khu vực để ghế sofa của chúng ta. Thì đây cũng là một cái mà Quang Tuấn rất là thích. Đó là trang trí phía sau tivi chính là những đường gỗ dọc. Điều này làm cho cái tường của chúng ta nhìn sang trọng hơn so với việc là chúng ta chỉ để một cái tông màu gỗ trơn. Và chiếc đồng hồ nhỏ này thì thực sự đây là một cái mà Quang Tuấn thích chỉ sau cái vị trí sống ảo của ghế sofa thôi. Bởi vì nó rất là lịch sự, giống phong cách của người châu Âu. Đó là mọi thứ rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng nhưng chúng ta luôn thấy được sự tinh tế ở đó. Và ngay bên cạnh của kệ tivi chính là một chiếc gương to. Đây, chiếc gương này sẽ giúp cho chúng ta cái gì? Thứ nhất, chắc chắn rồi, để soi gương. Và thứ hai, nó chính là làm cho căn phòng chúng ta sẽ có cảm giác rộng hơn rất là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ là một căn phòng nó rất là bé, nhưng với chiếc gương này sẽ giúp chúng ta là cảm thấy căn phòng này chúng ta sẽ rộng hơn với diện tích thực tế của nó vô cùng nhiều. Và cộng thêm đấy là một chiếc đèn. Thì cái này cũng có thể hỗ trợ cho anh chị trong công việc sống ảo. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến vị trí phần lô gia ở ngay bên ngoài thôi. Thì giống như với các căn chung cư khác, thì phần lô gia này thông thường tất cả các gia chủ sẽ là để khu vực để máy giặt và để phơi đồ. Thì cũng tương tự như các căn chung cư khác thôi. Thì gia chủ cũ cũng để máy giặt và phơi đồ ở phía bên ngoài. Cái này cũng không có quá nhiều cái đặc biệt so với những căn hộ khác. Và cuối cùng thì Quang Tuấn muốn giới thiệu cho anh chị một cái tiện ích cuối cùng. Đó chính là nhà vệ sinh. Đó là một thứ không thể thiếu trong tất cả các căn phòng của chúng ta. Nhà vệ sinh ở đây thì anh chị có thể thấy luôn đúng không ạ? Nó được chia thành 3 khu vực
Một là khu vực bồn rửa mặt, hai là khu vực vệ sinh và ba là khu vực tắm. Thì khu vực tắm đã được ngăn cách bằng một cái cửa kính rồi. Điều này sẽ giúp chúng ta không bị khi chúng ta tắm không bị bắn nước ra ngoài, giúp cho cái nhà tắm của mình sạch sẽ và nó khô ráo hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta không có tấm kính. Còn khu vực rửa mặt và khu vực nhà vệ sinh thì ở bên ngoài. Và chúng ta có thể thấy với thiết kế như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể có hai người cùng sử dụng cùng một lúc. Như thế sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của chúng ta. Và chúng ta đã đảo qua một lượt của căn phòng này. Anh chị có cảm thấy hài lòng với căn phòng này không ạ? Và em xin nhắc lại một chút thông tin của căn phòng này. Thì căn phòng này có diện tích là 28m² thuộc khu đô thị Vinhome Smart City. Căn hộ đang được giao bán với giá 1,4 tỷ đồng. Nếu như anh chị có bất kỳ một thắc mắc gì, hãy ngay lập tức gọi điện đến hotline 0869 899 233 để Đại Phát Land có thể giải đáp trực tiếp. Và các anh chị đừng quên like, share và subscribe kênh của Đại Phát Land để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. Em xin chào và cảm ơn các anh chị.